Ngày nay, cùng với sự phát triển của cuộc sống hiện đại, các sản phẩm dân dụng và công nghiệp bằng kim loại không những đòi hỏi chất lượng bên trong mà còn phải có chất lượng bên ngoài theo tiêu chuẩn kỹ thuật và chuyên nghiệp. Xuất phát từ nhu cầu đó, công ty Gia Kim mà tiền thân của nó là công ty Tân Gia Hưng đã ra đời và từng bước khẳng định tính chuyên nghiệp trong lĩnh vực cung cấp công nghệ, dịch vụ cũng như nguyên liệu trong ngành kim loại và hóa chất xử lý bề mặt kim loại, gồm có lĩnh vực mạ điện, lĩnh vực kim hoàn, lĩnh vực mạ kẽm nhúng nóng. Song song với những chiến lược kinh doanh mang tính đột phá, Gia Kim luôn xây dựng hệ thống kinh doanh với tầm nhìn quốc tế mang tính dài hạn. Điều này thể hiện qua việc thực hiện tốt cam kết với đối tác, khách hàng và mang đến cho khách hàng những sản phẩm uy tín, chất lượng mà thương hiệu đã được khẳng định qua thời gian. Với khẩu hiệu cam kết đồng hành, Gia Kim sẽ luôn sánh bước cùng đối tác, khách hàng, cổ đông và toàn thể nhân viên đi đến thành công. Để thực hiện hóa điều này, Gia Kim đã tập trung đầu tư vào đội ngũ nhân viên năng động, công nghệ hiện đại, chế độ hậu mãi chu đáo và định hướng kinh doanh nhất quán. Ông Nguyễn Hưng Quốc, Tổng Giám đốc công ty cho biết. Công ty Gia Kim là tới nay thành lập được 5 năm, kể từ tháng 10 năm 2004, trên cơ sở là hợp nhất của các công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Gia Hưng và công ty trách nhiệm hữu hạn Thủy sản Hà Nội. Trong ngành kim hoàn, chúng tôi chọn đối tác là hãng Metalor của Thụy Sĩ. Metalor cũng là tập đoàn cung cấp hàng năm cho thị trường toàn cầu khoảng 600 tấn vàng nguyên liệu. Có thể nói Metalor là một cái chuyên gia về lĩnh vực kim hoàn và kim loại quý. Trong lĩnh vực kẽm, chúng tôi chọn đối tác là tập đoàn Nista của Bỉ. Hiện nay Nista đang là tập đoàn sản xuất kẽm lớn nhất thế giới với sản lượng hàng năm hơn 1,1 triệu tấn và đang chiếm thị phần khoảng 10% thị phần thế giới. Và nhãn hiệu của Nista thì đã được công nhận trên phạm vi toàn cầu. Chúng tôi cũng đã kết hợp với Hiệp hội mạ kẽm nhúng nóng quốc tế để cố vấn kỹ thuật cho khách hàng. Trong lĩnh vực mạ điện phân, đặc biệt là lĩnh vực mạ nickel chrome, chúng tôi chọn nhà cung cấp là tập đoàn Vel Inco. Inco đã có thâm niên sản xuất nickel hơn 110 năm và hiện nay Inco cũng là nhà sản xuất nickel với sản lượng đứng đầu thế giới. Inco có những dạng sản phẩm high sulfur để đáp ứng cho nhu cầu mạ nhanh, có những sản phẩm ở các kích thước nhỏ để đáp ứng cho các nhu cầu của các dây chuyền mà cung cấp nguyên liệu tự động, cũng có những sản phẩm kích cỡ lớn để đáp ứng cho những lò mạ nhỏ nhằm tiết giảm cái chi phí đầu tư. Chúng tôi còn kết hợp với hãng Anton của Mỹ để cung cấp những phụ gia cho ngành mạ điện tử và mạ công nghiệp để mà gần gũi hơn với khách hàng và cũng như là đóng góp nhiều hơn cho ngành kim hoàn. Chúng tôi đã tham gia vào Hội Mỹ nghệ Đá quý thành phố Hồ Chí Minh, có những chương trình như là tài trợ học bổng cho học viên tại trung tâm dạy nghề kim hoàn thuộc hội. Tiêu chí của công ty Gia Kim thì vẫn xoay quanh năng lực lõi là ngành kim loại và xử lý bề mặt kim loại. Và sứ mệnh chúng tôi đặt ra là cung cấp cho khách hàng những sản phẩm đã có uy tín, đã có thương hiệu và bằng các phương pháp kinh doanh đột phá. Thì chúng tôi luôn luôn vận động để thay đổi mình, làm mới mình và cũng như là chọn và tìm ra được những phương pháp kinh doanh ngày càng đạt được cái hiệu quả hơn cho khách hàng và đóng góp nhiều hơn cho từng cái lĩnh vực, từng ngành nghề mà chúng tôi tham gia. Để mà thực hiện được cái sứ mệnh đó là chúng tôi đã tập hợp được những cá nhân có kinh nghiệm và có kiến thức trong ngành
Kết hợp với việc đầu tư vào phòng thí nghiệm, vào các chương trình nghiên cứu, xác lập những kế hoạch để đưa kỹ thuật viên đi học và đi huấn luyện nhiều hơn ở các quốc gia khác như Thụy Sĩ và Mỹ, để có thể tìm ra những phương pháp mới và phục vụ khách hàng một cách năng động. Định hướng trong 5 năm sắp tới thì chúng tôi sẽ phát triển thêm những lĩnh vực mới, đó là các lĩnh vực kinh doanh đồng, chì, nhôm và đi sâu hơn về lĩnh vực kim hoàn. Trong quá trình làm việc thì cái tiêu chí kinh doanh và cái chiến lược kinh doanh đều xoay quanh một cái quan điểm rất rõ ràng là luôn cam kết đồng hành với khách hàng, cam kết đồng hành với đối tác và kể cả cam kết đồng hành với cổ đông và cán bộ nhân viên công ty.